Để sớm hoàn thành mục tiêu miễn dịch cộng đồng, chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Những ngày qua, ngành y tế huyện Phước Long và trạm y tế các xã thị trấn đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Phước Long đã thực hiện tiêm trên 110.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trong đó có trên 72.500 người đã tiêm mũi 1, chiếm tỷ lệ trên 97%. Trên 39.300 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, chiếm tỷ lệ 52%. Số người còn lại chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, chủ yếu là người đang mang thai dưới 13 tuần, người già yếu, bệnh tật và người nhiễm COVID-19 đang điều trị, hoặc đối tượng F1, F2 đang thực hiện cách ly theo quy định. Để đảm bảo an toàn trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các bước từ khâu khám sàng lọc đến khâu tiêm ngừa và theo dõi phản ứng sau tiêm, thì ngành y tế huyện Phước Long chú trọng công tác phân luồng, phân chia nhiều khung giờ khác nhau cho người dân từng khu vực, hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người tại các điểm tiêm ngừa, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên diện rộng. Theo thống kê, hiện toàn huyện Phước Long có trên 3.800 lượt người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Huyện đã và đang tham mưu đề xuất Sở Y tế tỉnh tiếp tục phân bổ nguồn vaccine để huyện triển khai tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 và tiêm cho đối tượng dưới 18 tuổi, hướng đến mục tiêu miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.